Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. Bị ung thư bụng phình to, tưởng loét dạ dày, cô gái cảnh báo 4 triệu chứng đặc biệt. Nhiều người thường bỏ qua triệu chứng đau phần bụng dưới, máu trong phân, sụt cân không lý do và đột nhiên bị tiêu chảy thường xuyên. Đó chính là dấu hiệu ban đầu của ung thư đại tràng. Đau bụng có thể là nguyên nhân của một bệnh ung thư. Cô Sarah Hacker, 31 tuổi, quốc tịch Úc, rất may sống sót sau căn bệnh ung thư đại trực tràng. Ban đầu, cô nhầm lẫn các triệu chứng mắc phải chỉ là viêm loét dạ dày cho đến khi các bác sĩ chẩn đoán cô mắc phải căn bệnh ung thư. Theo lời khuyên của cô, các bạn nên đi khám bác sĩ nếu có các dấu hiệu triệu chứng như đau bụng dưới, máu trong phân, sụt cân không lý do và tiêu chảy thường xuyên. Sarah Hacker chia sẻ phần bụng dưới của cô rất đau. Trong khoảng thời gian mắc bệnh, cô thường xuyên bị tiêu chảy chỉ sau một giờ ăn hoặc uống. Sau đó, cô thử cách uống trà và nước ấm để làm xoa dịu cơn đau, nhưng thậm chí cô chỉ uống nước lọc cũng làm bụng phình to và cảm giác khó chịu. Do đó, cô đã ngừng ăn, dẫn đến cơ thể luôn mệt mỏi và suy dinh dưỡng. Khi 15 tuổi, Hacker được chẩn đoán mắc bệnh Crohn, một dạng của viêm loét dạ dày. Bụng cô trương phình giống như phụ nữ đang mang thai. Cô được khuyên không nên ăn thức ăn chứa gluten và các sản phẩm từ sữa, nhưng mọi cách cô áp dụng đều không hiệu quả. Khi các phương pháp điều trị bệnh Crohn không còn hiệu quả, các bác sĩ tiến hành phương pháp nội soi ruột kết và phát hiện căn bệnh ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng là căn bệnh ung thư nguy hiểm thứ hai tại Úc, gây nên 4.000 cái chết mỗi năm tại quốc gia này. Khả năng sống sót của căn bệnh này là 68%, thậm chí còn thấp hơn ung thư vú, ung thư hắc tố và ung thư tuyến tiền liệt, đều có khả năng sống sót khoảng 90%. Khi phát hiện kịp thời, phương pháp điều trị bệnh ung thư sẽ dễ dàng thành công hơn. Hacker đã trải qua vài cuộc phẫu thuật, 5 tuần xạ trị. Sau 5 tuần xạ trị đau đớn, cô phải trải qua thêm 6 tháng hóa trị. Cô chia sẻ rằng, tác dụng phụ của phương pháp hóa trị còn khủng khiếp hơn cả cơn đau do ung thư gây nên. 2 năm rưỡi sau đó, các bác sĩ phát hiện có một khối u mới xuất hiện trong ruột của cô. Hiện Hacker đang trong giai đoạn điều trị bệnh lần 2. Đó là lý do cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả mọi người. Qua đó, nhấn mạnh rằng, ung thư đại tràng có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi chứ không chỉ xảy ra ở các bệnh nhân trên 50 tuổi. Từ trường hợp của Hacker và nhiều bệnh nhân khác, chính quyền Úc hủy bỏ chương trình chỉ khám ung thư đại tràng dành cho những bệnh nhân trên 50 tuổi. Ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư này và tốc độ ngày càng gia tăng. Triệu chứng ban đầu của ung thư đại tràng khá đặc trưng, bao gồm 4 biểu hiện: đau phần bụng dưới, máu trong phân, sụt cân không lý do và đột nhiên bị tiêu chảy thường xuyên hơn. Do đó, Hacker khuyên mọi người nên khám bác sĩ để sớm phát hiện nguy cơ mắc phải căn bệnh ung thư này. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.